Tiếp theo con xin mời bác Bích Nguyên Châu có câu hỏi ạ. Nguyên Vân. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy, kính chào quý đồng tu. Dạ, con xin có một câu hỏi cho con gái của con. Con gái của con hiện là bác sĩ. Có nhiều lúc cháu phải cấp cứu cho bệnh nhân. Có những bệnh nhân sau khi cấp cứu thì được qua khỏi khỏe mạnh bình thường. Có những bệnh nhân vì quá nặng cho nên sau cái sự hô hấp cấp cứu đó thì vẫn phải xả bỏ báo thân. Thì có những người người ta có để lại trong một cái lời với bác sĩ nhà là người ta không muốn hô hấp, thì người ta mê man bị hôn mê thì người ta không muốn hô hấp thì bác sĩ sẽ không hô hấp. Nhưng có những người người ta không có để lại cái lời di chúc đó, thì nhiệm vụ của một người bác sĩ là phải hô hấp để cứu sống cái người bệnh nhân đó. Thì lỡ may người đó sau cái cơn hô hấp đó ra đi thì con gái của con sợ là mình đã đụng chạm vào thân xác của cái người đó trước khi họ xả bỏ báo thân. Thì thưa thầy, cho con hỏi là trong những trường hợp đó với nhiệm vụ của một người bác sĩ thì con của con phải làm như thế nào để được lợi lạc, nếu như người đó ra đi thì cũng được cái sự lợi lạc phần nào cho người đó và con của con cũng bớt thấy là có tội khi phải đụng chạm vào thân xác của người ra đi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính cái ơn thầy. A Di Đà Phật. Nói với cháu là cháu đang hành nghề bác sĩ. Cháu đang tận phận của người bác sĩ. Tận phận thì cháu không phải tạo nghiệp. Cháu tận phận người bác sĩ thì cháu mới tiếp tục làm bác sĩ. Nếu cháu không tận phận người bác sĩ thì cháu bị sa sút và người ta không cho làm bác sĩ nữa làm sao? Đúng không? Như vậy thì mình biết có thể khuyên người ta. Nói là chị ơi, bây giờ trong đạo Phật nói rằng là khi mà chết đụng chạm vào thân xác như vậy bị hại lắm, chư vị có thể làm di chúc và nói với bác sĩ là khi người thân của tôi chết rồi, cái bà cụ này khi mà chết rồi thì không nên làm hô hấp, thì nương vào cái di chúc đó tôi mới có thể làm theo ý của chư vị. Còn nếu chư vị mà không làm như vậy thì cái nghề nghiệp của bác sĩ luật lệ bắt tôi phải làm như vậy, đành rằng tôi phải làm như vậy chứ không biết làm sao. Rõ ràng chưa? Như vậy là cháu đang thực hiện cái cách mà gọi là tận phận của mình, là làm đúng phận sự của một người bác sĩ chứ không phải là các cháu làm cái gọi là cái nghiệp gì cả, đúng không? Cũng giống như là nói là nếu một người khi chết đi thì không đụng chạm tới thân thể của người ta 8-9 đồng hồ. Chư vị ơi, Phật Pháp nói như vậy, chư vị mà biết được Phật Pháp thì chư vị làm di chúc, nương vào di chúc đó tôi mới có thể không đụng chạm, vì nói là đây là yêu cầu của gia đình. Cho nên tôi không được làm. Nếu mà chư vị không làm thì cái luật lệ của bác sĩ y tá là bắt buộc phải làm hô hấp, bắt được làm như vậy thì là chúng tôi không thể nào cưỡng được. Phải không nè? Chư vị có hiểu như vậy không? Như nên nói với cháu là hoàn toàn cái đấy là do phận sự của người bác sĩ làm đúng theo luật lệ bác sĩ, chứ không phải là mình cố tình làm như vậy thì cháu không phải là tạo nghiệp đâu. Ảnh hưởng thì chắc chắn ảnh hưởng, đó là do cái nghiệp duyên của cái người đó chứ không phải là do của người bác sĩ đâu nha. Đơn giản như vậy thì nó hoan hỷ hơn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của thầy.